Mến chào cô chú anh chị và các em. Gia đình Thảo cũng đông anh chị em, rồi có mấy đứa cháu nữa, nên mỗi lần về Việt Nam á, cố gắng mua quà, mua những cái gì mà mấy đứa cháu, mấy đứa em thích á, về để cho vui. Nên thấy cụ bị tùm lum á, bên hai khui thùng ha. Xong rồi đi xăm bà con cô bác, đặc biệt là xuống nhà cô Gọc hồi trước làm ngay chỗ Thảo gửi đồ bên Mỹ á, giờ cổ về Bến Tre có vườn trái cây, đi thu hoạch trái cây cũng vui lắm. Giờ cùng đi chung với gia đình Thảo nha. Thôi để quay cherry nè, coi nó có làm sao không. Về đây thấy cherry mình nó mới bự, khui ra còn nguyên bà con cô bác ơi, ngon lành luôn. Sao đây là gặp ông ngoại cười mà. Khóc nữa. Không, nay bận đồ đẹp nè. Không có, nay bận đồ đẹp rồi. Về vui, ông khóc nữa. Ừ, khác, bận đồ đẹp. Ông vui, ông vui, ông vui. Vui, ông cười. Vui nè. Xong lấy xe kia chở này bảo. Hết điện. Tự nhiên thấy má hai dễ hết điện là sao ta. Gạo. Trời đất ơi, con gạo nó ôm cái hộp cherry kìa. Cái cưng ghê chưa. Mới ngủ dậy luôn, ôm hộp cherry. Ngon không mấy mấy anh? Rồi, Thịnh giỏi quá Thịnh. Mấy đứa này thì đang dọn dẹp vườn. Quá trời quá đất luôn. Hết chưa con? Thịnh. Gòn gạo nó ngáp thấy thường luôn, nó đợi á, nó lấy mấy chiếc xe đó Tấn. Biết nha. Anh Thái á, giật mình cái mà ngó xe cái đi theo anh Thái liền. Ghê thiệt luôn. Biết á. Giờ gia đình Thảo ở nhà có cái lầu để uống cà phê nè. Nay chuyển ra căn nhà là tình yêu ở ngoài đây ở. Có mấy buồng dừa ở đây vui lắm. Mấy nhỏ em để dành cho. Mấy buồng dừa. Chưa lớn. Cái này là chắc để chừng chừng 3 tuần nữa mới ăn được. 3 tuần nữa trời ơi. 4-5 buồng luôn à. Ngon ta. Trái quá trời trái luôn nè. Gạo vô khui thùng đi con, lấy đồ chơi ha, lấy xe ha, xe ha, coi kìa, tỉnh liền, nói xe tỉnh liền luôn. Vô khui thùng, khui thùng hết pin rồi, sạc pin điện thoại cái về đồ đầy đủ hả, 6 thùng mấy cái vali. Ngon không ông ngoại, ăn ngon không? Thái lựa cherry ngon ha. Bé ăn cherry con. Ăn nữa đi. Ba Thái với má hai lựa quá trời luôn. Ở bên đây dễ gì giá mua ăn mắc mà chết. Má này ngon. Ừ, ở đây đem về cũng còn giòn gụm. Nếu bà con cô bác á đem cherry về Việt Nam mà thấy nó hơi mềm mềm á, cái quậy một thao nước đá bỏ vô ngâm tiếng nó cứng lại, ăn ngọt ngon giòn. Này Thảo mới học của cái bác bán cherry á. Còn cái này còn nguyên luôn nè, không dập gì hết trơn. Trái này trái nectarine, xuân đào. Rồi trái này là trái mơ. Cái này là trái sơn trà, lục quạt. Đem về cúng trước. Bà ngoại nó cúng hết đi rồi ăn. Ông ngoại vui không ngoại? Ai, nay lưng ngoại cong quá, mọi người thẳng lên đi. Rồi đó, thẳng đẹp chưa? Không, ngồi cong ghét cái lưng, thơm lưng mốt đau. Ngon hay không ngoại ha? Bà chính bài rồi đó, hai ngồi đó. Vui không? Bữa nay vui không ngoại? Sống lâu trăm tuổi không? Bữa nào đi được cái đi vòng nhà chơi. Ha. Ăn được lắm, những trường á để dành cho ngoại mấy ký ngoại ăn luôn. Mua tất cả 15 ký không ngoại? 15 ký cherry. Tại còn chỗ nữa, còn mua nữa, tại hết chỗ rồi. Mua mọi thứ mới. Thì mua đồ ăn, đồ cho ông ngoại nhiều lắm. Bà ngoại mới sửa lại nhà, Thảo quay cho bà con cô bác coi. Dám đẹp không chứ gì đó. Thì sửa nhà đẹp nè, quay cho bà con cô bác coi. Nè ông ngoại. Trái này ngon nè. Được không? Cắn ra, cắn mạnh ra. Được không? Được không? Ngon không? Ăn trái này giống trái đầu tiên, sống thì nằm. Được không? Ăn 10 trái sống 10 năm. Chết mò ăn 30 trái sống 108 tuổi, ai chịu nổi. Cay rồi đó. Đây, đây. Cục vàng, cục vàng. Không thích ăn vậy.
Con lấy sô-cô-la đồ về bển ăn. Cái này là cây xài nhỏ. Hồi bữa Thảo quay trái nhỏ nhỏ hồi Tết á. Nay về trái bự chín luôn. Xài gì nhỏ xíu à. Chào cái gặp. Chào cái gặp. Con chào má hai coi. Hay quá gặp, hay quá gặp. Hay quá gặp. Chào nữa coi gặp. Coi con chào ông bà coi. Gặp. Chào ông bà ơi. Chào ông bà. Chào ông bà đi. Chào đi má hai cho thêm xe nè. Gọi quá gạo ơi, chảy mũi tùm lum rồi, lau mũi cho nhỏ. Mẹ đâu thấy ba đâu, hai đứa đi mua gì vậy? À, mua cái này, mua mấy cái bánh gì vậy? Nó là bánh. Có đường không vậy? Không có đường má hai mới uống được. Có đường. Thôi, nghỉ luôn. Gì Hồng nấu gì vậy? Gì Hồng nấu cháo được rồi ăn. Ờ, hai cho con phái luôn nè, kỳ này dì Hồng về dì Hồng nấu nó ăn mệt luôn. Nấu đại. Kho hành ớt. Cá hú kho hành ớt, dì Hồng á nấu ăn rất là ngon luôn. Hồi bữa Tết về Thảo ăn được mấy món ngon. Cái này cá hú kho xả ớt. Ủa hành ớt chứ, nó lộn. Cho nó lại nha bà con. Còn cái bạn đó ngồi ăn không, ngồi ngay lên coi. Chủ shop. Chủ shop này à, khó tính lắm, đẹp, lên hình đẹp mới được livestream suốt ngày luôn. cho ăn sáng với coi, ăn gì vậy? Thôi nhưng mà gọt xài đi bạn ơi. Gọt xài đi. Em út của Thảo á, nó út như nhà mình, nó giống như bà má vậy. Nói chung chưa khui thùng mà thằng Gạo leo lên nặng nó khui rồi nè. Gạo con đứng cẩn thận té Gạo. Giờ lấy mấy cái cây ra. Tại có cây quýt nè, với mấy cái cây nhỏ nhỏ, Gạo coi chừng té con. Gạo đợi lấy xe đồ chơi. Đó. Đồ chơi không Gạo. Đợi đồ chơi. Vincent phụ Bảo con. Là Bảo kêu Vincent bằng anh á. Tại Vincent là con của má hai, lớn nhất nhà. Bảo con má năm. Thịnh này con má ba. À, Gạo con má Út. Út Nhung. Đó, này bốn anh em. Con của bốn chị em gái. Bảo có bốn chị em gái với thằng em trai ở bên Canada. Trời. Đó, đồ chơi cà chê kìa. Cà chê đâu? Ủa, vậy là cái đó không phải rồi. Cái thùng khác đi. Thùng khác đi Bảo ơi. Để đẩy đó qua bên đi. Bữa nay Thảo ở cái phòng này nè. Mấy đứa em nó mới xây sau này. Có cái phòng thôi. Có cái tivi nhỏ nhỏ nè. Xây cái phòng nhỏ nhỏ để có khách đồ lại ở á. Rồi cái nhà vệ sinh cũng được. Lấy cây ra, Bảo gỡ ấy ra con. Coi chừng dao á. Rồi nó sẽ lép không kìa Bảo. Đó, trời ơi nó chết không Bảo. Cái đó bông cho bà ngoại chân bàn thờ. Ừ. Còn dép rồi bỏ một góc đi. Giờ lấy hai cái cây ra cho má hai trước. Cái bịch đó để đựng cherry đó kìa. Bé Ngân thấy không? Đẹp không con? Bỏ cherry vô đó. Lấy có nguyên cái bệ dưới. Ừ. Lấy nhẹ cây lên. Đồ dục lên. Nó một thùng này là trái cây nè. Còn nguyên không má? Còn nguyên luôn. Còn bầu đất cái luôn. Còn bầu đất luôn. Ngon, ba Thái làm á. À, cây này là cây lô khoạc. Ủa, của chị cà chê đó. Còn cái này là cái đó là cam chanh bưởi tắc. Để má hai ươm. À, đó cây quýt á, bưng nguyên bầu đất rồi gỡ ra cho má hai đi. Cái bầu này còn bự hơn nữa. Cây quýt bixi si và con cô bác ơi. Nói chung là Thảo xàm lắm, đem về trồng cho ở bên đây có giống quýt ngon. Sau này mình chiết ra mình trồng thôi ha. Quýt này ngon dữ lắm, có ngọt, trái vỏ mỏng mà màu vàng. Hy vọng là sống được ở quê Bến Tre Thảo. Còn cây này thì hên xui. Cây sơn trà gì nè. Nó chịu lạnh. Rồi anh Bảo kiếm được xe cho con rồi. Ủa không phải. Cái này là cái bộ đồ sai sinh tố. Nói chung là này đồ quá trời đồ chơi của cà phê. Cái bịch của đồ chơi của Gạo là nó có nguyên bịch luôn. Rồi.
coi nè. Gạo thích được xe. Thấy xe mừng quá trời bà con cô bác ơi. Hai mẹ con đang khui thùng nè. Cái gì chậu hôm như chai rượu vậy? À cái đó chai rượu. Cái này xịt 3 năm không hết. Xịt 10 năm luôn. Chai rượu á. Rượu. Ừ, của ba Thái đem về. Wow, xe lửa. Ok, gạo mừng. Baby xe nữa. Ủa nó phái lắm hả? Trời ơi, coi kìa. Trời ơi, gớp hư gạo. Để xuống đất chơi đi con. Để anh đó gớp hư hả? Anh cười, anh vui gì đâu luôn. Chị này bảo trúng ánh ha, mà gạo trúng ánh ha. Trúng ánh rồi. Già quá mua bột béo mình mua quá chừng luôn. Cho ông. Đây nè. Gạo ơi, đồ ăn nè con. Bây giờ đừng khui bất kỳ đồ ăn gì đây. Mà mình làm không hết bảo. Vô chơi Thịnh. Cái này của cái cô á. Ở tiệm Nhật Thành tặng cho ngoại nè, hai chai. Rồi, mốt nó cảm ơn Đỗ Khang. Đó, có tặng cho riêng ngoại đó. Như ra hai chai mới đăng video đó. Đây nè, gạo. Gạo. Trời ơi, nữa. Cảm ơn má hai liền. Cảm ơn má hai liền. Cảm ơn. Cảm ơn, dạ má hai. Chạy qua hung má hai liền. Má hai cái này vô, hung má hai. Cảm ơn má hai cái hung má hai coi. Hung má hai cái trời. Ôi, có liền. Ôi, xe mà một bao luôn. Ơi, mừng. Xe mà một bao luôn, gạo ơi. Gạo. Trời ơi. Có cái gì, có lấy một cái gì chứ là. Của má hai gì, dọn nguyên nhà má hai gì đây bảo. Nó dọn đi mà để tôi bận. Cái anh nó bị đâu nè. Hộp đó của sức mạnh tôi có cho ngoại đó. Vậy hả? Mẹ nó cái hả? Con mẹ nó cái nữa cả. Thôi để mẹ nó qua con cho mẹ nó vui. Anh được không? Ít phát luôn. Tại nhiên cái trong vậy hả? Được không ha? Hai cả ơi, cái này hơn nè. Rồi có này có chỉnh được nè. Vậy được vừa con rồi. Vừa con rồi. Về chứ nó hay nó té xỉu mấy búp bê luôn à. Ngày nào nó cũng bắt má hai quay cho nó coi. Có kìa. Ôi ôi, gạo ơi. Cái này gạo ngon quá trời. Nó không được gạo bác xe ơi. Cảm ơn má hai đàng hoàng. Kiếm thêm. Dạ ta hỏi mày vậy nè, cái áo khoác này bạn ngon. Rồi. Thôi bây giờ lấy ăn gì chủ yếu cái cây thôi. Nói chung là quá trời quá đất luôn rồi, giờ bà ngoại đầy thùng luôn rồi. Hai đứa phụ bà ngoại lên lại coi. Đây là cái quy đo đen, đi để đỡ giờ. Ủa chứ mà đã chết rồi. Nó dài. Cảm ơn người. Đó, cái này là ông ngoại với bà ngoại được một thùng. Đồ ăn của ông ngoại với mấy cái thuốc đồ đó bà con cô bác. Thuốc bổ nè, sữa. Cảm ơn má hai rất nhiều. Không có chi. Ủa con phê để đây hồi về về nó tự ha. Nói chung là mới có mấy người chia của thôi, còn một mớ nữa chưa qua chia của, còn mấy vali đồ chưa khui hết. Rồi đó, thì còn thùng trái cây cho bá. Có cái túi nữa không? Túi này bị rách. Với lại cái vali trái cây. Chia của hết, còn lại hai thùng với một đống đồ của Thảo. Táo tàu ngon lắm Bảo, ăn thử đi Bảo. Trái đó là Bảo biết trái gì không? Bỏ ra cái ấy luôn đi. Bảo đó, mấy trái bà ngoại thích đó là những trái ngon không à. Còn em đi sành đâu, anh đi sành đâu. Cái đó là trái sabuche Nam Mỹ nè, táo tàu nè. Rồi trái đó là trái nectarine. Táo. Cái căn giấy ướt có căn coi bên này là dạng loại trái đủ thứ luôn ở cuối á. Má hai vô một thùng đủ thứ hết trơn. Bảo khui đại khái đi. Trái bơ của nhà cô hai á. Rồi vậy là cái thùng nó còn nguyên hết Bảo. Rồi khui tiếp qua ly đi Bảo ơi. Công nhận Bảo làm việc quá trời luôn. Thương Bảo. Với lại Thịnh nè, giỏi. Đây. Đây trời ơi, trái này ngon nữa. Đây còn con búp bê nữa. Búp bê tùm lum.
búp bê cửa cà chê. Dục vô góc đó cho cà chê đi. Dạ dạ để con ra coi cho gì. Cái đó là Bảo biết gì không? Việt Quốc nè. Ôi Bảo dâu á. Đâu Bảo mở ra thử coi nó có bị hư gì không. Dâu tây ngon ha. Út Nhung mà thấy là Út Nhung nãy giờ chiếm rồi. Xí liền, bà còn ở đây. Bà thấy là bà xí liền. Hên quá, bà đi rồi. Bảo còn hai thùng dưới kia nữa. Công nhận á, đồ ngon không bà ơi. Quá trời luôn. Cái này là giống, cái này luôn. Giống luôn á, ngon lắm. Thảo mới phát hiện ra mấy trái nết tơ điên nó đem về đây chín. Xuân đào, nết, nết tơ điên. Đọc riết hồi mệt quá. Hồi kỳ này mấy hai đem đồ khủng khiếp luôn Bảo. Rồi, xong Bảo ơi. Ý, còn hai trái cây luôn á. Thôi, trái cây đó từ từ khui. Mà hình như mấy hai biết là trái mơ với lại trái thạch sơn trà. Mơ với sơn trà. À, ngon ha Bảo. Còn y nguyên luôn. Y nguyên luôn, mơ sơn trà. Đợt trước có người nó hay về nó bị bể cái hồn chảy nước đó. Còn đợt này nó y nguyên, nó không có bị gì. Bảo biết sao không? Má hai biết rồi, phải bỏ vô thùng cứng. Còn đợt trước cái hồn nó bị ướt luôn, cái đất hồn á. Cái này là má hai bỏ vô hai thùng luôn ha. Dạ. Thùng cứng rồi. Nó hai lớp luôn. Lớp mút vô. Rồi xong hết rồi Bảo ơi. Con để đây. Rồi. Lát có cần bỏ tủ lạnh á. Chắc đưa cho bà ngoại ha. Bà ngoại làm. Nhỏ cứt mũi người ta lòng thòng. Lao giùm nhỏ đi. Thôi kệ mới. Rồi hai mẹ cho con thấy trái dâu rồi mê luôn. Rửa giùm cái đi. Ngâm ngâm muối giùm cái. Ngâm omikai. Thảo đem về á còn tươi trong luôn à. Dâu. Còn cái bà... lần đầu tiên để chụp khe với mấy đứa nó coi. Ừ. Ê để tôi thay đồ ra cái tôi. Anh qua đây muốn bé anh ăn ăn cái đi với anh. Trời ơi. Ngon. Gạo cười coi. Gì vậy cho nổi. Ngon không gạo? Thích ăn dâu không? Dâu ngon quá hả? Tao đưa trái dâu vô miệng ăn thử coi. Cười coi, cười coi. Thấy cưng quá. Ừ, trái dâu của con gạo luôn nè. Hai mẹ con ghiền dâu thấy nhào vô luôn. Cái con này là không có thuốc trừ sâu gì nha bà con. Tự trồng tự nhiên có á. Có mấy cây thả về nhà. Ôi, cũng ghen mình hỏi. Có gì đó. Đeo vậy đi. Bà thấy tôi có làm mặt không đầu tôi còn cột nữa. Thôi đừng có đeo khẩu trang để tôi. Nhỏ em này mới đi làm về còn đeo khẩu trang. Bà sợ bà quay mặt bà không đẹp, bà che vậy. Thôi ăn dâu đi nè. Ăn dâu đi mấy chị em. Bảo con làm gì vậy Bảo? À sửa xe cho dì Hồng hả? Bảo giỏi quá. Ăn cơm trưa nè. Ủa giải tán hết trơn hả? Mình qua là giải tán hết rồi hả? À, bé anh ơi, để đó vô tủ lạnh đi con. Chiến trường còn tùm lum hết. Mấy đứa nhỏ về, có một đứa cháu mới đi học về nè. Cà chê thấy búp bê đẹp không con? Bơi 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 hả? Ui, tưởng tượng quá. Rồi còn cái thùng này từ sáng giờ quên cái vali. Không biết cái gì ở trống nữa. Không biết hư không? Wow! Kê bớt đâu nè, chết mò một thùng cherry, hàng chi nói là còn cherry. Sáng giờ đến đây hư không thấy? Dâu với cherry. Đây nè! Con cúp bê con nè phải không? Rồi lấy đi. Lấy đi. Kêu bà Thái lấy cho con. Trời nhỏ nhỏ này kiếm cúp bê mới thấy được còn thùng cherry với hai hộp dâu. Để từ hồi về tới nhà 11 giờ cho tới giờ chiều luôn. Lấy đi con. 3 giờ sáng, gia đình dậy rồi. Cái Vincent với anh Thái gắn được cái này nè. Rồi, cái này gắn vô đâu Thái? Bữa Thái mua ngoài trời trời á. Có nhiều đô Thái? 10 đô hả? À, tại Thảo thấy bên đây xài điện, nó hao điện lắm. Rồi, cái mua cái này là quay bằng tay. Ông xã quay cho bà con coi ơi. À, để vô cái bàn hả? Kèm ở dưới đó phải không? Có con ốc, con ốc nè, đâu. À, kèm vô dính vô bàn luôn ha. Là mình còn ly này sao vậy? Cho nước chảy ra đây hả? Rồi mình hứng dưới đây hả? Sai này bữa nào mình sai thử gì ta? Sai được cái gì thế? Hay cái này sai được cái gì? Cái này thì nó ra cái xác.
xả xác hả? Ở nước chảy đây hả? Nước dưới ha. Ừ, Vincent hay quá, cảm ơn Vincent đã gắn giùm. À, Thảo có đem cái cây này nè, cây sen đá mà nó có mùi thơm lá dứa. Thảo bẻ một cái bông mùi lá dứa luôn về cho mấy em coi. Rồi cây sen đá Hàn Quốc nè, hú hú, thôi đi trồng hai cái thôi. Cái này là cái cô mà bữa Thảo lên thăm vườn ở Santa Clara đó của mấy châu nè, đem về trồng mấy cái gì ta, cây kêu bằng sùng thảo á. Sùng thảo hay là gọi là Atiso đông trùng hạ thảo, nó là cái cũ nha, chứ không phải là cây cái con đông trùng hạ thảo. Nhiều khi Thảo đọc theo trên mạng cái nhiều bà con nói không phải, thì cái này là cái cây thôi. Nhiều người kêu là sùng thảo đó, kêu vậy cho bà con biết. Mấy bảo chợ như mua cái điện thoại live stream luôn á. Ở mẹ nói chắc live stream không được. Nói chung là cái này bữa sau mới làm nè, là Thái mua mấy cái ở bên bển mình để cho chạy mấy tấm hình ảnh đó, điện, đồ điện á. Thế mua 3-4 cái luôn cho nhỏ em có mấy cái tiệm bán nước, mặc dù á đóng cửa hết trơn luôn á mà cũng có mũi. Để bây giờ đâu cho coi Bảo với Vincent nè. Đẹp quá ha. Sẽ được mua mấy cái này trên mạng online á bà con, rẻ lắm, về cho mấy đứa em xài. Có một cái bự lắm hả, cái này bự nhỏ Bảo, cái bự nhất á hả, 12 inch. Còn mấy cái kia nhỏ hơn, mấy cái kia chừng 10 inch hả, 10 inch, 7 inch. Gạo ơi, ăn gì vậy gạo? Ăn hủ tiếu hả gạo? À, giỏi quá. Ngon không ngon? Ngon không con? Hay quá. Ừ, ba Thái đem xe về cho chơi hả? Rồi, giờ đi theo ba Thái luôn rồi. Sáng là có hủ tiếu chay nè, rồi hủ tiếu hải sản. Ai ăn nào ăn? Bà ngoại nè. Bé anh mới dậy. Rồi, cái này là trái xoài nè. Ngon ghê. Xoài gì ngoại? Xoài nãy dưới bác Sáu kêu xài gì á, xài ăn xài chua, xài giòn á. Xài giòn hả? Xài nãy dưới quê nội Thảo. Xài tứ quý. Rồi chôm chôm, mấy hộp bồng bon. Dâu thì Thảo đem bển về. Rồi, mời cả nhà ăn sáng nè. Thái lấy giùm hai bịch đó Thái. Bữa nay thì Thảo xuống thăm cô Ngọc nè, đem trái cây với lại mấy cái dầu gió mua giùm cô Ngọc á, đem xuống cho cô Ngọc với thăm mẹ của em rể thứ năm Tấn á, hay đi đón Thảo á. Trước khi đi Thái còn ăn chút trái cây nữa. Nói chung là mình thấy mình ham vậy chứ về đây ăn trái hay trái thôi, ăn nhiều sợ nóng. Chú già chín rồi hả gì? Cái gì hả? Cái gì ông sùm vậy gạo? Hai đứa giờ nghiền ba Thái là cưng ghê. Nè, quay qua coi ba Thái. Quay qua đi gạo. Ủa là má hai đi đâu rồi hả? Con đi không? Con đi má hai không? Má hai đi đâu? Má hai đi gửi đồ cho bà cô. Ba quý về. Ba về rồi. Bác khỏe không? Chị. Rồi. Trái mít nữa hả? Mít mít đỏ phải không? Ruột đỏ. Bữa nào qua vườn Quy quậy mới được. Quy đại gia. Đây vậy, Quy đại gia, em rể Út. Lấy cái nón đỏ được không? Em đổi cái nón trắng này là của Thái hả? Ông nói nóng quá trời luôn, đi nhanh nhanh về. Mấy ngày đầu mới về nóng mà hồi sáng về còn dọn nữa. Trời, có người vô hái dừa luôn. Chị Tám hỏi con ạ. Dừa nhà Thảo á, giờ không biết nhiêu chục nữa, thấy khô quá mẹ hái nè. Nấu cháo dừa ngon ta, nấu cháo dừa mà cháo đậu á. Thái chạy xe Honda. Bóp kèn nữa Thái. Bó tay Thái luôn. Cái này sớm của Thảo nè. Hồi xưa là đường này á, xe chạy lên chạy xuống nhiều lắm bến phà. Còn giờ bến phà dẹp rồi, người ta xây cầu rồi nên vắng. Ủa bán gì kìa Thái?
Cô bán gì vậy? Chuối chiên, phải lên. Để con quay cho Bảo với bác anh coi nè. Bà nội của Bảo. Bà nội của Bảo. Cái này nè. Đau nhất, đau nhất. Đau nhất. Có ấy gì nữa hả con? Có, này có hả? Đây. Cherry với lại một trái đào cho bác. Nó có gì không? Có luôn. Mà nó sáng này nó còn buồn ngủ. Sáng này giờ tối bệnh nó còn ngủ. Bác khỏe hả? Bác khỏe mà đợi lúc là bác ôm bệnh lắm coi. Dạ, bác giữ sức khỏe nha. Giữ sức khỏe chứ cũng đi về. Con gửi cái này cho chị Diệp nữa. À, cái dưỡng môi. Không, con ăn bánh, đồ ngọt con ăn. Đồ ngọt ăn phải không? Giờ con bà giờ con tội nghiệp đeo. Thương. Bác đi làm con ơi. Má chồng của nhỏ thứ năm. Má chồng thứ năm. Mà cái vợ con xin thì bắt đứng vậy nè, bắt đầu giữ giữ sức khỏe. Sao vậy con lấy? Chuối với dừa. Chuối với dừa nha. Ừ. Trời ơi, bây giờ bắt nó ra nhưng mà nó không phải nói chứ tối ngày đi về. Đó cái giặt này bắt nằm nè, ha. Cái giặt là thuốc á, ha. Cái đó đó, thuốc thì được lắm, còn cái áo này á để đi mùa mưa nè, không có ướt. Cảm ơn nhiều nha. Về về chơi được vài tháng không? Dạ. 2 tháng. Bác có quở bác lên chợ dạ. Nói chứ giờ bác không đi đâu. Thôi, để con xuống thăm bác. Giờ con xin phép con đi tiếp. Xe nào hôm qua thấy chị mới lên máy bay mà hả? Mới đi đẩy xe. Hôm qua thấy đang lên mạng. Thì đó, mới vừa về tới nè. Cục cưng hả? Coi nhà bác có cái hàng rào vậy nè. Dũng môi đi bà ơi. Cảm ơn chị. Cục cưng. Thương quá ha, mắt đen. Y như là con nhóc ra mặc cái áo xanh đi luôn. Cái này cửa sau của bà. Bà đứng vậy mình lười biếng là đi cửa trước. Rồi thôi con đi nha. Con đi. Giờ hai vợ chồng đi theo bờ sông Hàm luôn, đi xuống cầu Cá Nóc thăm cô Ngọc. Vắng nha, ở phía bên đây vắng dữ lắm. Mà cái ngày tới Tết đó thì ta bán bông qua ở đây vui, còn ngày thường vắng như vậy nè. Ngộ lắm, ngay bờ sông đẹp lắm mà vắng. Hai chạy xe Honda phà phà luôn. Hy vọng là sau này người ta làm khu du lịch rồi đó thì mới đông vui lên. Đó, chạy qua nữa. Chưa hả? Vậy không phải, chạy thẳng nữa. Rồi đi kiếm nhà của cô Ngọc. Đó còn nhớ. Gần. Giờ tới nhà cô Ngọc rồi. Thái chạy xe dữ luôn. Dạ, đây con quay cô Ngọc cho bà con nhớ cô Ngọc. Thấy chùm chùm chôm nè. Đó, phải đem mấy cái dầu gió vô cho cô Ngọc. Bốn lố. Lần trước Thảo đến cô Ngọc cũng cắt trái cây rồi cho ăn. Lần này cũng vậy luôn, cô Ngọc dễ thương quá. Lo chu đáo. Có cây sò bên kia kìa, con Thái không chị? Nhà của người ta ba Thái ơi. Đúng lẳng sò. Không có cô Ngọc làm chỗ đó. Con đi ra con gửi đồ con buồn á. Có cô Ngọc con mới vui. Sao mà cái con bị mục gì á? Chà hồi nhỏ con bị té. Con cảm ơn cô. Cô pha cho con nhà đề. Con không uống đường. Cà phê nhà luôn hả? Wow, ngon quá. Mẹ nó ở chung. Cô cũng đang tính. Tại vì cô đợi cho tới không biết không? Dạ. Cái đạo của mẹ cô là cũ. Rồi cô mới đi. 81 ngày đó. Cái cô qua Mỹ trở lại. Rồi cô mới qua Mỹ trở lại chứ rồi đi. Rồi cô quay trở về cũng không sao. Dạ. Con đi thì con còn trẻ như cô già rồi, trời ơi cô lên máy bay là cô ói từ mật xanh mật sữa luôn cô năm. Thôi con lấy một bịch thôi em. Ôi, con nó mua nhiều lắm. Cô biết rồi, đem về con. Nhiều quá con đâu có ăn hết. Ăn cho thằng Thái ăn. Rồi chừng nào cô qua Mỹ thì cô alo cho con nha. Cô chừng nào qua Mỹ là alo con. Ừ alo là Mỹ là alo. Hồi nãy ông chỉ cây xài kìa, ai dè là vườn của cô Ngọc. Cái bà con ơi này, cái đó, cái có cái đó, nhà chòi bển nữa nè. Yeah. Con thấy cô trồng cái này, cô trồng vậy cô ăn đó, con không có đi mua rau chợ, con thấy chưa. Giờ đợi cô Ngọc đi ra nè mà lá xăm. Tưởng nhà của người ta ai về nhà cô Ngọc. Ở bên đây là nhà chánh, bên đây nhà phụ, giống như nhà phụ mà đối diện với nhà chánh. Rồi đi vô nhà phụ nè. Cái này nước mà hồi mình sợ nước mặn đó. Chưa, để dành hả? Mình ấy đó con. À, vui quá cô. Cái này là nước mưa. Nước mưa để dành rồi, chiên bánh xèo đây luôn. Cô rủ bữa nào xuống chiên bánh xèo. Ủa cô, cái này là xài gì vậy? Cái xài này gọi là xài tứ quý, nó chua con. Con bẻ đi
Ôi, trái Thái, bự dữ vậy. Để cô lấy cái cành dao cho con được không? Được không? Ừ. 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 Rồi nó rụng luôn thôi, được rồi Thái ơi. Bẻ bẻ luôn cái đó đi con thương. Trúng hả? Có trúng không? Có sao không? Có không? Trời ơi, trúng cái mặt con kiếm phong xích. Rồi, ổng hay quá, hái sòi, sòi chọi vô mặt ổng. Trời, trái sòi này. Ôi, cái sòi tứ quý trái bự quá ha Thái. Đưa cho bà con coi. Nó chua lắm đó nha Thái. Về làm trong... gỏi ăn. Cái này coi chừng nó thúi ở trong nha con. Ừ. Rồi có nhãn luôn. Nhãn. Công nhận cô, cái này là em cô trồng trước rồi hả? Thì đó, trồng cô về. Ha, Thái, hái chi nhiều Thái. Trời đất ơi, ổng đi ở nhà cô Ngọc nè. Ấy bự kìa. Bên bự leo được không? Không, con để con chỉ cho bà con câu đi đó. Đây nè, coi nè, cái trái bự nè bà con. Xòi, xòi tứ quý. Đây nè. Rồi, hái chi dữ vậy? Con thứ này nó chua lắm á. Nó chín ăn mới được, còn không nó chua dữ lắm. Hả? Một chùm nè. Chùm xòi của nó bự. Rồi con thấy cây là con ghiền luôn. Đi về đây cũng đi vườn nữa. Có cái vườn này cũng vui con. Vui đó, con ra nó con. Mùng tơi kìa. Nấu canh ăn. Đó. Rồi cái này là bạn con bển nó mua 50 đô cây trồng rồi có sống đâu cô. Còn bên đây như rừng hả cô? Ơi, bên đây lá dứa. Lá dứa. Cô Ngọc khỏe nha. Chừng nào qua Mỹ là alo con. Alo con. Cô làm chỗ nào con lại con quảng cáo cho cô. Cô con mấy quảng cáo còn người ta là con phải con phải suy nghĩ lại. Còn cô là lúc nào con cũng quảng cáo chỗ làm cho cô. Hay tắt ăn nha con. Dạ con có, nhà ừ, con cũng có mà tắc Việt Nam nè hả cô ha. Ừ, tắc Việt Nam đó con. Thơm. Cái nhà lá vườn mà sợ gì có. Quá trời quá đất luôn, về thu hoạch nữa. Xuống nhà bà cô thu hoạch nữa. Nói chung là ở xì phố Bến Tre mà trái cây quá trời. Rồi cô khỏe nha. Nhớ là chừng nào qua bển là alo hai vợ chồng con. Dạ. Rồi. Rồi. Đó, đây nè. Ha. Đây, để mua đất về tháo trồng cây chị, hôm qua em gọi điện á mà không thấy ai bắt máy anh. Em gọi điện hả? Ờ, hôm qua luôn. Hôm qua em về em lấy điện thoại em bảo em nói Mười ơi chở đất vô cho trồng cái cây cam, cây quýt. Có biết đâu số Mười ghi ở trên đây nè. Rồi giờ Mười lấy cho 30 bao đất, Mười chở vô liền được không? Ủa à? Thảo. Em mới về luôn á, hôm qua gọi vô. Đất sạch hả? Tại thích vậy đó. Trồng đất sạch cho cây nó phát triển không tốt. Phải nó dễ hơi dễ đó, con mua cái loại đất trộn nó. Thì đất trộn không? Của tiệm á em mua 15 bao. 15 bao vậy rồi. Ừ, đất đó 15 bao. 5 bao 10 để thường là một bao đó là hai bao, một bao đất trộn. Hai bao này nè, một bao này là hai bao đất. Vậy là 10 bao này với 20 bao của 10 trộn. À. À vậy đi là 30 bao. Nó vừa luôn á. Đúng rồi. Cứ lấy bụng. Hả? Hôm nay có chú ông chú này vô cắt tóc cho bà. Chú Thảo. Cắt tóc mấy chục năm hả chú? 50 năm không chú? 40 mấy. 40 mấy à, 49 rưỡi. Bên này có cái này nè chú Thảo. Bởi ông mới hứa đó. Đó, thấy Thảo quay phim là ông ngoại cười vậy đó. Bữa mới về khóc hù. Giờ cười không. Vui. Sáng nào Vinson cũng ra đỡ ngoại. Nhẫn nhẽo không à. Chú Thảo khỏe không? Khỏe không. Dạ. Chú cắt tóc mà hồi xưa giờ cũng mấy chục năm trong nghề luôn, tay nghề cứng luôn. Mối ruột. Ông ngoại mối ruột. Lâu lâu mấy tháng chú Thảo mới vô đây một lần. Cái dạng gì đó vậy, tháng mấy hai tháng. Dạ. Chú khỏe nha. Rồi. Giờ là anh đi học về nè. Rồi con lượn cái mắt kiến để bơi đi. Đó. Cái đó anh Vincent mua cho con á. Con cái anh ăn cái. Đó. Con muốn màu nào? Đâu? Màu nào? Cái đó hả? Màu xanh đó đẹp đấy ha. Đâu con đeo lên thử coi. Đeo lên cho ba Phong coi coi. Con nghĩ nó không vừa ấy con. Rộng quá hả con? Không vừa, vừa. Vừa không? Rút vô, con rút vô. Rút không nổi. Mẹ làm chứ.
được chưa? Rồi còn bộ đồ bơi là ba Thái mua cho con nè con. Đó đẹp quá nè, rồi bộ đồ bơi nè con. Thử coi vừa không đi. Chỉnh lại con, chỉnh lại nè, ớt lên bờ. Đi, đẹp quá ha, nè. Bộ đồ bơi nè. Còn cái kẹo đó thì con lấy cái bịch bỏ vô. Cái nón luôn. Cái nón luôn á. Đâu đội nón lên coi. Nón cái hai mặt hết á. Ừ, đó đẹp không? Ừ, hai mặt luôn. Ờ, hợp vô nó hợp luôn. Con người ta đẹp vậy mà mẹ. Mẹ nói kỳ quá. Dừa không? Dừa. Cái này là cái này nó hơi rờn nên bột quần nè. Đi. Đâu? Bận vô coi. Đi. Vô coi. Chạm ra luôn đi. Thiệt á, gọng gọng vậy cái năm sau bận được. Thằng này nó đồ nó hồi đó giờ không có biết chập. Ừ. Ngắn thì ngắn chứ không chập. Rờn vô. Được chưa? Được phải không? Được, vậy mà vừa y luôn. Hay quá bà Thái lựa hay quá trời luôn. Đó, áo đẹp không? Đẹp vô bài luôn. Rồi còn Ngọc kìa. Áo này á thì bông hoa quá. Có cái áo trắng nè, Ngọc coi vừa hình như nó hơi bự. Thấy không? Đừng coi vừa rớt nè, cầm giống mẹ nè. Ừ, rồi đúng rồi đó. Rồi mẹ cầm kia đi. Chia cửa đã xong. Trời ơi, cũng được bộn ha. Ừ, quá trời. Ừ, rồi. Đây. Giờ Thảo đi ngủ. Tại vì giờ tới giờ buồn ngủ rồi, mở cửa được không? Sáng Thảo dậy ăn chuối xiêm, mà chuối xiêm chín quá rồi ăn chuối vàng kia. Rồi giờ Thái mua hủ tiếu chay nè, rồi có hủ tiếu hải sản nữa về ăn. Đi ăn gì? Chị ăn xôi ăn bánh mì. Có xôi với bánh mì nữa hả? Nay mua tùm lum vậy Thái? Đủ thứ rồi chú trai. Ừ, cảm ơn Thái nha. Giờ Thảo ăn sáng bà con cô bác rồi. Thì có bà con nói là trái phì phà nè, hai trái lục quạt đó. Thảo gọi là sơn trà, đem về nó khó nguyên lắm. Nhưng mà Thảo đem về nó nguyên hết nha. Mấy trái lúc bữa hái vàng khẻ, vợ nó lên màu đậm rồi. Hổng vàng tươi, vợ vàng đậm là nó ngọt. Đó. Còn nguyên luôn á, không có hư gì hết trơn à. Là mình cứ cho một cái giấy nổ, cái giấy mà xốp á, cho nó đựng hư á, rồi cứ một lớp giấy, cắt mấy trái này ra hết, để một lớp trái này, một lớp giấy, một lớp trái này, một lớp giấy vậy đó. Còn nguyên luôn, nguyên vẹn. Rồi bỏ vô cái thùng nha, đựng mấy cái thùng giấy nhỏ nhỏ đó. À, lớp ở dưới nè, lớp ở dưới cũng còn ngon luôn, mà nó chín nữa. Chín trái bự, hổm Thảo hái nó màu vàng, vàng còn sống á, ăn ngon lắm. À, cái này có nhiều em, có nhiều cô chú nói là ăn trị ho nữa đó bà con cô bác. Bữa nay Thảo đăng video tới đây nha. Chúc bà con cô bác có những giây phút thư giãn vui vẻ. Vài bữa nữa đó, đi xuống cái vườn nhỏ nhỏ của gia đình Thảo nè, trồng rau sạch. Em Thảo thử nghiệm trồng, sau này trồng nhiều nhiều á, để chắc mở cửa hàng để bán rau sạch. Còn bây giờ là mới thử nghiệm trồng chừng chục luống à. Mà nhìn cũng vui lắm. Bữa nào đi xuống thu hoạch chung với gia đình Thảo nha. Cũng ở gần nhà. Rồi tạm biệt cô chú anh chị và các em.